Men của chúng ta, Toma, cậu có một cuộc sống được xem là xui xẻo. Vì hiện cậu đang bị một đám du côn đuổi theo. Nguyên do là vài tiếng trước, cậu bước vào một quán ăn để chào mừng kỳ nghỉ hè. Cậu định gọi món như người thường thì thấy một cô gái bị mất tên đầu gấu dụ rỗ nên ra vẻ anh hùng và bị đám kia đuổi theo. Cậu chạy đến cầu thì cắt đuôi được, nhưng cô gái ban nãy lại đuổi theo đến. Cô cho biết đám kia đã bị cô xử hết và muốn cho cậu xem vài trò. Cô bắn đồng xu đi với vận tốc ánh sáng. Và giờ cậu chính thức biết bản thân đã lỡ dây vào một con cọp cái. Cậu biết cô là năng lực gia cấp 5 của thành phố nhưng cậu chỉ mới cấp không. Vậy mà cậu hứng một chiêu của cô mà vẫn an toàn. Cô đã giáng một chiêu cực mạnh khác xuống và Tô Ma Nguyên ngày hôm sau phải chịu nóng vì chiêu tối qua đã khiến cả khu mất điện, đồ ăn thì hỏng hết. Đi tìm ví thì làm hư luôn cái thẻ trả sau, giáo viên thì gọi cậu đi học thêm. Đen đủ đường nên cậu định đi phơi cái đệm thì vô tình gặp một cô gái nằm ở ban công. Cô gái kia bảo đói nên cậu đã đưa cô ít đồ ăn, dù là rau héo trộn với mấy thứ quá hạn nhưng cô vẫn thấy ngon. Cậu hỏi lý do cô nằm ở ban công nhà cậu thì cô bị té khi cố nhảy qua nóc tòa nhà bên cạnh. Cô không còn cách nào khác vì bị người ta dí dữ quá. Cô sau đó giới thiệu bản thân là Index, là con chiên tận tụy bảo vệ kho tàng tri thức của nhân loại. Cô bị truy đuổi là vì đang nắm giữ 10 vạn 3 nghìn cuốn sách. Nhưng cậu thấy cô làm éo gì mang cuốn nào bên người đâu. Còn đám săn đuổi cô là người của hội ma thuật. Nhưng cậu thấy siêu năng lực còn tin chứ ma thuật thì khó tin quá. Tay cậu có thể vô hiệu hóa mọi siêu năng lực nên hẳn là cái ma thuật kia cũng tương tự index không tin nên cậu muốn cô thử dùng ma thuật đi rồi biết cô cho biết bộ đồ này của cô được làm từ phép thuật nên dao đâm cũng không xi si nhê thế là cậu thử chạm vào và cả bộ đồ bay màu luôn cậu bị index cắn và giờ cũng tin vụ ma thuật kia là có thật đột nhiên một lúc sau thì bộ đồ đã được khôi phục lại cậu cũng nhớ ra là phải đi học thêm nên đi trước index cũng rời đi luôn để tránh đám theo đuôi tấn công nơi này cậu lại lỡ chân làm hỏng điện thoại nên index cho cậu biết cánh tay cậu đã xóa bỏ luôn phước lành của chúa nói chung là sinh ra với cánh tay đó thì cậu đã định sẵn là xui xẻo rồi Cô sau đó đã rời đi và quyết định tìm đến giáo hội để được họ bảo vệ. Cậu muốn Index nếu gặp chuyện thì cứ về đây. Ta sau đó được cho biết thành phố này đa phần là trường học và xung quanh chỉ toàn là robot dọn vệ sinh. Cậu lên lớp thì học trong lớp của một cô giáo Lolly. Mãi lo nghĩ về Index và cậu nghĩ cô sẽ quay lại để lấy cái khăn trùm đầu. Đám bạn mách cô là cậu không chú ý bài khiến cô khóc và hàng loạt ánh mắt thù địch đã nhắm mắt vào cậu. Lúc ra về, cậu chạm mặt cô gái cấp 5 tối qua. Cô vẫn muốn gây sự với cậu nhưng cậu chẳng muốn dính đến cô nữa nên cô tung một đòn xét ra xung quanh. Cậu trách là do cô mà đóng đồ ăn nhà cậu thành xít cả rồi, nhưng cô đổ thừa là do cậu chọc tức cô. Mấy con robot dọn dẹp bị cô tác động lên đột nhiên chuyển sang chế độ tự vệ nên cả hai buộc phải chạy đi. Về đến nhà, cậu thấy robot cứ vây trước phòng cậu nên xem thử thì thấy Index nằm đây. Cô bị thương nặng và một gã pháp sư đã xuất hiện phía sau cậu. Hắn là kẻ đã khiến Index bị thương như vậy. Kẻ này cho biết cô quay lại đây là để lấy cái mũ trùm đầu vì nó còn sót lại ít ma lực hẳn là cô đã làm vậy để tránh liên lụy đến Toma. Đáng ra bộ đồ có thể bảo vệ cho cô nhưng không hiểu sao nó lại không có tác dụng. Cậu không biết gì về pháp sư nhưng chúng hẳn là những kẻ không biết phải trái vì một đám to đầu lại đi truy đuổi một cô gái nhỏ. Kẻ này không quan tâm vì chỉ muốn đến thu hồi 10 vạn 3 ngàn cuốn sách ở Index. Cô đã đọc qua ngần ấy sách ma thuật và ghi nhớ chúng. Nên hắn đến thu hồi trước khi cô bị kẻ khác chạm đến. Cậu cố lao đến tấn công thì hắn lách cái nhẹ. Hắn cho biết bản thân là Magnus và cậu đã biết pháp hiệu của hắn nên giờ cậu phải chết hắn ném điếu thuốc ra và rồi thao túng lửa từ đó cậu nghĩ quả này toang rồi nhưng ai ngờ tay cậu cũng vô hiệu được ma thuật thật magnus biết cậu chính là người đã vô hiệu hóa bộ đồ của index hắn đã buộc phải gọi ra một con quỷ lửa tuy là tô ma vẫn tiêu diệt được nhưng nó lại hồi phục được nhanh đến bất thường đang bí lối thì index cho cậu biết về cổ ngữ nó là ngôn ngữ của ma thuật nên trừ khi cậu phá hủy hết cổ ngữ không thì con quỷ vẫn sẽ tiếp tục hồi phục cậu đã tạm thời chạy đi và phát hiện được đống cổ ngữ được dán đầy hành lang con quỷ tìm đến nên cậu đã luồn qua và trốn xuống bên dưới cậu nhận ra con quỷ không thể đi khỏi khu vực ký túc cậu định chạy đi nhưng giờ đi thì sẽ để mất index thế là sau đó hệ thống chữa cháy được kích hoạt cậu đã quay lại tìm magnus hắn không biết con quỷ đây thì cậu cho biết đống giấy đã bị nước xử nhưng đó là giấy in nên hắn vẫn gọi con quỷ lên được có điều mực trên mấy tờ giấy đó đã trôi mất nên cậu gạt cái là con quỷ biến mất cậu đã lao đến và cho magnus một đấm vỡ mùng cứu hỏa sau đó đã đến Toma buộc phải đưa Index đi cấp cứu nhưng cô không có định danh nên cậu phải tìm cách nào đó để cầm máu nhưng Index có phép trị thương mà không dùng được. Toma cũng vậy vì năng lực được sinh ra để những người không có siêu năng lực dùng, cậu nhận ra nên đã đưa Index đến nhà cô giáo Lolly để nhờ cô giúp đỡ. Vừa vào thì Index đã chuyển sang trạng thái máy móc và cho biết 15 phút nữa cô sẽ chết và giờ họ sẽ phải nghe theo chỉ dẫn của cô. Cô muốn Toma né ra xa nhất có thể nếu không năng lực của cậu sẽ làm tiêu biến phép hồi phục. Thất vọng với chính năng lực của mình nên Toma chỉ biết chạy và chạy. Cậu chỉ còn biết đặt hy vọng vào cô giáo Index sau đó đã hỏi kỹ giờ từ cô giáo và rồi đứng dậy đi lại bàn để vẽ ra vòng phép. Cô sau đó cũng bố trí trên vòng phép y như trong phòng này và muốn cô giáo hát theo. Khi liên kết căn phòng với phép trên bàn thì Index muốn cô tưởng tượng ra một thiên thần. Lần đầu thì thất bại nhưng ở lần hai thì đã thành công và Index đã được cứu. Đến tận sáng thì Toma mới quay lại và cô giáo muốn biết cậu có quan hệ gì với Index, cậu không nói vì không muốn cô giáo bị kéo vào nguy hiểm. Cô giáo bắt buộc phải biết vì không thể để học sinh đi vào nguy hiểm được. Cô sau đó đã đi mua đồ ăn tối và muốn Toma phải tự giác nói lúc cô về. Index và Toma sau đó mới có cuộc nói chuyện đàng hoàng về vấn đề họ đang gặp phải. Ma thuật là thứ rất nguy hiểm, càng sử dụng thì con người sẽ càng bị ma thuật hủy hoại tâm trí, mọi thứ vốn là từ cơ đốc giáo. Họ đã phân ly và rồi đi theo những con đường khác nhau. Giáo hội ở Anh đã nhiều lần tìm cách xóa sổ các pháp sư và họ đã lập nên một chi nhánh để nghiên cứu ma thuật nhằm chống lại các pháp sư. Chính chi nhánh đó đã tạo ra 10 vạn cuốn sách và với ngần ấy kiến thức là đủ để con người hóa giải mọi ma thuật trên thế giới bởi vậy nên cô bị săn đuổi và từ đầu cô không dám nói với cậu là vì cậu sẽ ghét và e sợ cô nhưng cậu không ghét cô chỉ vì như vậy cậu cho rằng có cánh tay này thì cậu chẳng sợ pháp sư hay gì cả nhưng dù vậy cậu vẫn phải đi học nên cô nghĩ cậu thấy khó chịu khi cô ở đây cậu cố lảng tránh thì ngay lập tức bị cắn manos lúc này đang cùng một cô gái quan sát index và toma từ xa manos hiếm khi được thấy index cười và không biết bản thân còn phải làm công việc dơ bẩn này đến bao giờ cô giáo sau đó cũng về và chẳng hỏi gì tối đó index có rủ toma đến nhà tắm công cộng cậu có hỏi về quá khứ của index thì cô chẳng nhớ gì, cô chỉ biết bản thân đến đây từ một năm trước và dù không nhớ gì nhưng mấy thông tin về sách và mấy cái liên quan thì vẫn còn trong đầu. cả hai sau đó có cãi nhau về mấy vấn đề nhảm nhí và index lại bỏ đi đâu mất. toma đi một hồi thì vô tình lạc vào kết giới của cô gái đi cùng magnus, cô giới thiệu bản thân là carrie. cô vẫn chưa nói ra pháp hiệu là vì muốn cho cậu cơ hội để giao index ra. cô tấn công bằng nhưng đòn chém gió tầm xa nên cậu đã lao đến đánh giáp lá cà thì nhận ra cậu không thể vô hiệu hóa đòn tấn công bởi vì cô sử dụng thanh kiếm để điều khiển nhưng dây thép siêu mỏng này cô vẫn cho cậu cơ hội nhưng cậu biết cô vẫn còn nhân tính thì tại sao lại đi đuổi theo một cô bé và chém vào lưng nhỏ thì cô cho rằng bản thân không hề muốn cô không biết bộ đồ đã bị vô hiệu cô chỉ muốn ép index và đưa index về vì cô bé là một người đồng đội đáng quý của cô cô cho biết trí nhớ của index đã bị họ buộc phải xóa đi vì 85% trí nhớ của index đã dùng cho việc lưu trữ 10 vạn cuốn sách nên mỗi năm họ đều phải xóa ký ức cậu cho rằng điều đó thật nhảm nhí vì xóa đi thì họ chỉ cần giải thích cho cô hiểu lại mọi chuyện. nhưng Carri lại cho rằng cậu mới là người không hiểu. Manos nhìn bên ngoài thì giống người xấu nhưng anh ta là người đau lòng nhất mỗi lần nhìn thấy Index bị xóa ký ức. họ đã cố gắng tạo ra nhiều kỷ niệm với Index nhất có thể nhưng chẳng bao giờ là đủ. cậu cho rằng nếu đã vậy thì họ nên tạo cho Index thêm những tương lai tươi đẹp hơn để bù đắp lại một năm đã mất. và cô đã có sức mạnh đủ để làm việc đó thì tại sao lại không chịu nghĩ đến? cậu sau đó cũng bất tỉnh và đưa về. Index đã ở cạnh cậu một lần nữa. Cô cho biết cậu đã bất tỉnh 3 ngày và giờ cậu nhận ra hôm nay là ngày Index sắp bị xóa trí nhớ. Index không thích việc cậu vì cô mà đi đánh nhau với pháp sư, nhưng cậu thấy bản thân còn khỏe chán, và lại cậu cũng không thích Index dùng phép vì mặt cô lúc dùng phép khá vô hồn. Cô nhận ra cậu đã biết lúc cô tỉnh giấc, đó là trạng thái lúc cô có giọng như mơ ngủ và khá giống một cỗ máy. Cô sau đó lấy đồ cho Toma ăn nhưng lại vô tình làm đổ lên đầu cậu, đúng lúc này thì Magnus và Kari tìm đến. Toma biết giờ cả hai không thể chạy vì Index sẽ không bỏ cậu bị thương mà chạy đi thế là cô chấp nhận đi theo cả hai để Toma được yên ổn. Tối đó, Toma vẫn ở cạnh Index vì hai pháp sư đã cho cậu 12 tiếng để cậu nói tạm biệt với Index. Cả hai cũng đã đặt kết giới nên cậu đừng hòng chạy thoát. Index thì cũng đã bất tỉnh. Và đêm đó thì Carrie lại gọi đến cho Toma, cô cho cậu biết giới hạn sẽ là 12 giờ đêm nay. Cậu cho rằng cô không sợ việc cậu sẽ chống đối đến cùng, nhưng cô chỉ cho cậu biết để cậu từ biệt Index trước khi cả hai đến. Cậu muốn họ dùng cách nào đó khác nhưng ma thuật không thể tác động lên được vì có thể những kiến thức đó có cơ chế bảo vệ cậu muốn cô tin tưởng vào những năng lực ra như cậu có thể làm gì đó nhưng cô không muốn đánh đổi một cách có thể chắc chắn sinh mạng cho index và một cách giống như đánh cược cậu thấy hai bên không thể thỏa hiệp nên cậu sẽ tự tìm cách cứu index nhưng cô cho cậu đến 12 giờ để xem cậu cố được đến đâu cậu sau đó đã thử gọi cho những nhà tâm thần học để hỏi thử nhưng giờ này thì chẳng còn ai bắt máy cậu gọi được đến một noi nhưng người ở đây nghĩ cậu bày trò vào gần 12 giờ đêm nghe vậy thì cậu rất sốc vì đã đến giờ và hai người kia đã đến đây cậu vẫn muốn họ tin vào cơ hội thứ hai để cứu index nhưng họ cho rằng cậu có dám nói với một người đang trên bờ vực cái chết là phải đợi hay không? Cậu có dám để một kẻ vô danh đùa giỡn với cơ thể Index hay không? Anh ta đưa ra cây thánh giá và nếu cậu chạm vào thì ma thuật của nó sẽ biến mất và cơ hội để cứu Index lúc này sẽ mất. Cậu có dám làm hay không? Cậu đã xin được nói lời từ biệt với Index nhưng Magnus không cho mà đuổi cậu đi vì sợ cậu làm hỏng phép. Nhưng Carry vẫn cho cậu thêm 10 phút nữa. Cậu sau đó đã đau lòng vì không có sức mạnh để cứu một cô gái như Index khỏi tử thần. Nhưng cậu nhận ra sao con người có thể dùng hết 15% bộ não trong một năm được. Với cả số liệu đó Carry lấy đâu ra, cậu đã gọi cho cô giáo hỏi thử thì cô cho biết một con người không bao giờ có thể bị quá tải thông tin dù có nhồi bao nhiêu vào đó đi chăng nữa, vì não có 3 khu vực riêng biệt để lưu từng loại thông tin khác nhau. Cậu biết giáo hội đã lừa Carry và Magnus và khiến họ phải nuốt nước mắt mà làm theo, nhưng hẳn phải có thứ gì đó mới có thể khiến Index bị đe dọa đến tính mạng. Cậu phát hiện trong miệng Index có gì đó nên đã đưa tay vào xem thử, vừa chạm chúng thì cậu bị đẩy ra. Index bị đưa về trạng thái máy móc kia và những biện pháp đối phó của hệ thống đã bị vô hiệu nên nó đã tìm cách tiêu diệt nguyên nhân gây ra rối loạn là Toma trước tiên. Index đã bắn chiêu vào cậu, Toma đã dùng tay chặn lại và cho Magnus biết là họ đã bị giáo hội lừa. Cậu đã thông não cho Magnus và Kari hiểu và cả hai đã quyết định sẽ giúp cậu. Magnus đã gia tăng thêm phòng thủ cho cậu bằng cổ ngữ. Kari thì đã kéo sàn nhà để Index bị ngã và chiếu tia lên trên. Mấy sợi lông rơi xuống và Kari nhắc Toma biết là không được chạm vào nếu không sẽ bị nguyền rủa. Index vẫn xem Toma là người nguy hiểm nhất lúc này. Cậu đã kịp né đi và rồi chạm được vào Index. Hệ thống đã bị hủy nên cô đã trở về bình thường. Nhưng Toma cũng bị một cái lông chạm chúng nên bất tỉnh. Cậu sau đó đã được đưa vào viện. Index thì được bác sĩ giao lại cho một lá thư mà Magnus gửi lại. Ông muốn chắc chắn là vụ tia sáng làm hỏng vệ tinh tối qua không liên quan đến cô và Magnus. Index sau đó đã mở thư ra đọc thì Magnus cho biết giáo hội đang muốn Index trở về nhưng không. Nói ra lý do thật nên họ sẽ giao lại Index cho Toma một thời gian và sẽ quay lại đón cô bé sau. Index sau đó đã về phòng bệnh của Toma và bác sĩ trước đó có nói là cậu đã bị vỡ vỏ não nên có thể sẽ bị mất trí nhớ. Index đến thì cậu gần như chẳng nhớ gì, cô bé đã kể lại hết nhưng cậu vẫn không nhớ, sắp khóc đến nơi thì cậu nói bản thân đùa. Vụ mất trí nhớ với cậu chẳng có gì to tát vì thứ khiến cậu mất trí nhớ là ma thuật nên cậu chỉ cần đưa tay lên đầu là hóa giải được. Bị chơi đùa khiến Index giận mà cắn cậu rồi bỏ đi. Nhưng khi bác sĩ vào thì thật sự cậu đã mất trí nhớ và mấy cái vừa rồi là ông truyền đạt lại cho cậu theo lời của Magnus. Tuy cậu không nhớ nhưng cậu vẫn có cảm giác là bản thân phải ở cạnh Index trong lúc đó, Magnus đã đến gặp một nhân vật bí ẩn có quyền thế khá là cao. người này muốn Magnus tạm thời hợp tác với Toma để đi ngăn chặn một kẻ có ý đồ chiếm lấy thứ vũ khí có khả năng tiêu diệt cả một loài là ma cả rồng. Toma hôm sau đã phải đi mua sách luyện thi với cái giá rất chi là chua chát. cậu nhận thấy Index có vẻ thèm ăn kem nhưng giờ cậu đang khá là túng thiếu cậu nhận thấy bản thân và index trước đây hẳn phải rất sâu đậm với nhau vì chuyện từ hai tuần trở lại đây cậu không hề nhớ và index thì chỉ nghĩ cậu là con người trước khi mất trí nhớ cậu cũng định mua cho index vì trời nay cũng nóng nhưng bộ đồ của index đã có cơ chế tự điều hòa nhiệt độ cậu gặp hai đứa bạn cùng lớp và vẫn còn hơi ngơ ngác ba thanh niên đã châm chọc index là trẻ con khiến cô giận và rồi cả ba lại phải đưa index đi ăn quán kem đã đóng nên họ đến quán đồ ăn nhanh gần đó toma lại phải trả tiền cả hội sau đó có thấy một cô gái nhìn rất là đáng ngờ Ba thanh niên đã oản tù xì và Tô Ma là người phải đến hỏi thăm. Cô nói bản thân đã lỡ tiêu hết tiền vào việc mua bánh nên giờ thiếu tiền về trường. Cậu cho rằng cô chỉ cần xin người ta là được, nhưng xin Tô Ma thì cậu không cho vì giờ đang móm lắm rồi. Hai đứa bạn cậu nhìn vậy chứ không dám bỏ tiền ra cho người lạ dù đó có là gái sinh. Index khịa cô ta là thầy cúng mà lại phải đi xin tiền thì cô nói bản thân là pháp sư. Index N muốn cô ta chứng minh nhưng Tô Ma không muốn làm to chuyện. Index nghĩ cậu dễ dãi với người khác ngoài cô, đột nhiên có một đám người áo đen xuất hiện. Họ đến đón cô gái kia về, cô cho biết họ chỉ là giáo viên luyện thi, lúc ra về. Index và Toma có bắt gặp mèo bị bỏ lại và Index muốn nhận nuôi, nhưng ký túc không cho mang động vật vào. Cả hai cãi nhau về việc này nhưng Index đột nhiên cảm thấy có năng lượng thổi qua nên đi xem thử. Toma thì đã gặp lại Magnus và không nhớ anh ta là ai. Cậu muốn biết anh ta cần gì ở cậu thì Magnus đã tung một chiêu để cậu nhớ quan hệ giữa cả hai là như thế nào. Anh sau đó mới nói về một trường luyện thì và cô gái bị giam cầm trong đó. Nơi này là nơi mà những nhà khoa học tập trung đến nhưng gần đây nó có vẻ đã bị chiếm mất. Kẻ cầm đầu là một pháp sư thực thụ hoặc cũng có thể gọi là một nhà giả kim. Kẻ này mất tích 3 năm về trước và mục tiêu của hẳn là cô gái trong ngôi trường đó. Cô là người có khả năng tiêu diệt các ma cà rồng. Anh ta sẽ tấn công vào trường luyện thi và giải thoát cho cô gái đó và tô ma cũng phải tham gia. Vì giờ cậu chỉ bị xem là một công cụ để giữ chân Index nên nếu cậu từ chối thì họ sẽ đưa Index gì. Cậu sau đó đã về nhà thì bắt gặp Index đang giấu gì đó. Nghe tiếng mèo thì cậu muốn nhỏ đưa con mèo ra khỏi đây vì ký túc này cấm. Index một mực không chịu và lại định khóc nên cậu đành để nhỏ giữ. Cậu cũng nói là sẽ ra ngoài. Magnus lúc này đã dán bùa chú lại để bảo vệ Index nếu có ai đó tìm đến đây. Anh ta đang dán cổ ngử để đề phòng nếu có kẻ nào đến thì quỷ lửa sẽ thay cả hai bảo vệ Index. Thomas hỏi anh ta có thích Index hay không. Magnus đỏ mặt nhưng sau đó nói rằng bản thân chỉ xem Index là mục tiêu cần bảo vệ. Cả hai sau đó đã đến trường luyện thi và Magnus cho biết giả kim thuật có thể tạo ra mọi thứ mà người sử dụng tưởng tượng ra. Hắn cũng đưa Thomas xem ảnh của cô gái cần tìm và bất ngờ thay khi cô ta là người đã gọi Thomas là keo kiệt ở quán ăn. Magnus cho biết tên cô gái này là Aisha và nếu tìm thấy thì cố canh chừng cô ta nghiêm ngặt nhất có thể. Vừa bước vào thì cả hai đã gặp một xác chết trong bộ đồ hiệp sĩ. Thomas ban đầu còn tưởng là robot cho đến khi Magnus nhắc cậu để ý lại lần nữa. Magnus cho biết cả trường này đã bị bao bọc bởi kết giới nên những gì thực sự xảy ra thì các học viên đều không nhận thấy. Những người bên trong kết giới như cả hai thì sẽ không tác động đến được bên ngoài kết giới nên chỉ có thể đi thang bộ thay vì thang máy. Toma muốn thử nên đã gọi về cho Index và xác nhận được rằng bên trong thì vẫn có thể phát sóng tín hiệu ra ngoài. Manus thấy cậu đã làm được điều mà anh ta chưa thể làm được từ trước đến nay. Ai cũng từng thử làm gì đó cho Index nhưng chỉ mới cậu là người đầu tiên thành công khi đến nhà ăn. Toma nghĩ là không có gì bất thường thì đột nhiên các học viên đều nhìn về phía cả hai. Họ đồng thanh đọc lên câu chú gì đó và có đốm sáng bay ra từ đầu họ. Magnus muốn cậu dùng năng lực mà phá bỏ vì phép này cần có liên kết và chỉ cần phá được liên kết là xong, Magnus đã chạy trước và để cậu tự xử, nhưng một tay cậu không thể chặn hết mớ này, vừa đến cầu thang thì cả hai đã bị vây nên Magnus thì luôn Toma để chạy. Cậu vô tình gặp một nữ sinh và cô ta cũng đang đọc câu thần chú. Đột nhiên đốm sáng của cô gái này phát nổ và khiến cô ta ngất đi, Toma đã đến đỡ và ngồi giữa hàng loạt đồng sáng. Nhưng đột nhiên tất cả đều bị vô hiệu hóa và cô gái Aisa mà họ cần tìm đã xuất hiện trước mặt Toma. Còn Magnus chính là người đã phá đi vòng liên kết và chạm mặt với tên giả kim thuật Izat ở đây. Trong lúc đó Toma và cô gái Aisa kia đang cùng nhau chữa trị cho cô gái mới bất tỉnh tại đây. Còn Index nhận ra rằng Toma có điểm khác nên đã ra khỏi nhà và thấy nhiều tờ giấy cổ ngữ mà Magnus dán. Quay lại với Toma, Aisa nói bản thân không muốn rời khỏi đây vì như vậy sẽ thu hút ma cà rồng. Toma cho rằng cô sẽ hại đến ma cà rồng nếu còn ở đây. Cô không muốn hại đến loài ma cà rồng nhưng Izat nói hắn cần ma cà rồng để cứu người và đã hứa với cô là sẽ không hại đến bất kỳ ai. Đúng lúc thì Izat tìm đến, Toma muốn biết mục đích thật sự của hắn là gì thì hắn lại định trừ khử cậu. Aisa đã đứng ra nhắc lại lời hứa là sẽ không hại đến ai nên Izat đã khiến Toma bất tỉnh và ném cậu ra ngoài. Lúc tỉnh dậy thì Toma đã thấy Magnus ở bên cạnh và cả hai không nhớ điều vừa diễn ra, còn Index thì đã tìm đến ngôi trường này. Cô chạm mặt Izat nhưng do cô không nhớ gì về việc đã gặp hắn trước đây nên Izat cũng xem đây là điều tốt mà dùng phép khiến cô thiếp đi. Còn Toma đã nhớ ra và cậu cũng giúp Magnus nhớ lại bằng việc đấm vào mồm anh ta một cú cả hai đã quay lại trường thì thấy những hiệp sĩ khác đang làm phép và đánh sập tòa nhà nhưng quyền năng của Izat đã khôi phục lại toàn bộ về như ban đầu đột nhiên toma phát hiện con mèo và khăn đội đầu của index ở đây nên biết cô đã gặp chuyện lúc cả hai đột nhập vào lại tòa nhà thì magnus có vẻ đã nhận ra lý do Izat mất tích vào 3 năm trước cả hai đã nhanh chóng tiến đến căn phòng chính và gặp tất cả ở đây magnus biết Izat đang cố cứu index do hắn cũng từng là công sự với index năm nay là toma năm trước là magnus còn ba năm trước là izad Izat muốn dùng năng lực bất tử của ma cà rồng để chữa cho trí não của Idex. Izat còn quyết tâm đến mức sẵn sàng biến Idex thành ma cà rồng nếu cần thiết. Nhưng Magnus đã chọn tin Toma và muốn cậu cho Izat biết cách cậu đã cứu được Idex như thế nào. Izat không thể tin điều vừa nghe vì Toma còn không phải pháp sư hay giả kim thuật. Nhận thấy lời Magnus nói là đúng khi Idex hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm thấy công sức của bản thân bị bác bỏ nên Izat đã nổi điên và quyết sẽ giết hết tất cả. Hắn đã khiến Magnus và Toma nằm gục xuống đất. Aisa cố can ngăn nhưng hắn đã không còn cần cô để dụ Ma cà rồng đến nên hắn tấn công cả cô. ToMa cố chạm tay vào miệng để phá giải bùa chú nhưng vẫn không kịp và để Aisa bị trúng chiêu. Cậu đã xóa bỏ bùa chú và kịp thời cứu cô. Cậu quyết sẽ khiến Yzat phải sáng mắt ra. Hắn nguyền cậu tắt thở. ToMa đã kịp đưa tay lên cổ để phá, hắn dùng điện thì cậu chăn được. Nguyên rủa xe rơi vào đầu thì cũng một tay ToMa chặn hết. Hắn đã hiểu được sức mạnh của ToMa nên Izat đã biến ra trên tay một khẩu súng với sức công phá cực lớn nhắm thẳng vào ToMa nếu cậu không chạm được viên đạn thì cậu sẽ chết nhưng hắn không muốn để cậu chết dễ dàng nên đã khiến súng không gây sát thương quá nặng hắn biến ra 10 khẩu và bắn về hướng tô ma cậu bị đánh gục nhưng y vẫn chưa từ bỏ ngay lúc này thì Magnus đã hỏi hắn tại sao giả kim thuật cao siêu như của hắn mà lại cần đến ma cà rồng thay vì tự tạo ra một con bằng chính năng lực điều vừa rồi khiến y bối rối nên hắn đã xử Magnus trước khi tâm trí bị lung lay nhưng tô ma cũng nhận ra ý mà Magnus muốn đề cập đến cậu đang suy nghĩ thì y đã bắn ra một thanh kiếm chém đứt tay cậu nhưng giờ cậu đã hiểu cơ chế hoạt động của Izad và giới hạn của nó. Cậu liên tục bước đến dù chỉ còn một tay, cách này đã khiến Izad hoảng sợ mà không thể nghĩ được gì để giả kim tạo ra. Hắn sau đó còn nhận ra Magnus chưa hề bị bản thân xé xác mà vẫn còn nguyên vẹn. Thomas giờ cũng giải thích ra rằng năng lực giả kim chỉ cho phép tạo ra thứ mà bản thân đang nghĩ đến chứ không hề nói là tạo ra được. Hắn bị lung lay tâm lý để rồi tự nghĩ ra một con quái vật ở tay Thomas và tấn công vào chính mình. Sáng hôm sau, ma được đưa về và tỉnh lại ở bệnh viện khi đã khâu lại cánh tay magnus ngồi lại và cho biết izat đã mất trí nhớ và được chỉnh sửa lại rồi bắt đầu một cuộc sống mới index sau đó cũng đến nên magnus đã lùi trước cô đến để gần gũi hơn với toma và cô cho biết isa cũng đến để xin lỗi vì đã gây rắc rối một thời gian sau đó do bị mất ký ức nên toma buộc phải đi thi lại do đã lỡ mất kỳ thi trước lúc đang đi mua ít nước thì do không còn tiền lẻ nên cậu phải bỏ cả tờ tiền duy nhất vào đen đuổi lại ập đến khi cái máy nuốt luôn tờ tiền mà không nhà nước ra bà chằn lừa misaka ngày nào xuất hiện cô ta đẩy toma ra rồi sút vào máy khiến nó rơi ra một lon nước cô ta nói do máy này khá cũ nên mấy trò này dễ làm toma thì thấy do mấy người như cô ta thì mới khiến cái máy trục chặt như vậy misaka biết toma bị máy nuốt mất tiền nên hứa sẽ giúp cậu lấy lại cô ta kích điện vào máy khiến nó rơi nước ra liên tục nhưng toma thì chuồn trước do máy lại phát ra báo động misaka sau đó đã mang hết số nước đến trả cho toma cậu nhận thấy bản thân giống như tòng phạm trong một vụ phá hoại tài sản nhà nước toma vẫn chưa biết misaka là gì trước đây là gì với bản thân Đúng lúc thì phụ tá của Misaka là Kuroko đến. Kuroko cho rằng Toma đang hẹn hò với Misaka. Nghe điều này khiến Misaka tức giận và tung điện về Kuroko, nhưng Kuroko có khả năng dịch chuyển nên trước khi rời đi, Kuroko cảnh báo Toma rằng, nếu muốn động vào Misaka thì phải vượt qua cô trước. Kuroko đi chưa lâu thì em gái của Misaka cũng tên Misaka xuất hiện. Misaka này gọi là Misaka 2. Misaka 2 có cách nói chuyện khá giống robot khi cô gần như không biểu lộ cảm xúc và nói gì thì cũng có một câu mô tả điều vừa làm phía sau. Chiều về, Toma đang chật vật ôm đống nước thì đột nhiên trượt chân vào quả bóng, cậu vô tình gặp Misaka hai. Cô ngỏ lời muốn giúp cậu mang đống nước về, do sự nhiệt tình kiểu robot đấy nên cậu đành để cô giúp. Về đến nhà, cậu gặp một cô bé cạnh nhà là Maika. Cô bé cho biết nếu có nuôi gái trong nhà thì nhớ đưa ra ngoài vào ban ngày rồi đem về vào ban đêm. Lý do là vì Idex quá ồn ào vào ban ngày. Lên đến phòng, cả hai thấy Idex và Aisa đang ngồi ngoài này làm gì đó. Hỏi qua thì mới biết con mèo có bọ chết nên đang tìm cách bắt. Toma giật mình vì dạo này cứ thấy ngứa. Index và Aisa tính dùng mấy cách độc hại để giết bọ chết, nhưng Misaka 2 chỉ cho cách là dùng một lượng điện vừa đủ là giết được mà không hại đến con mèo. Cô vừa nói vừa làm và nó có tác dụng thật. Do đã không còn việc gì nên Misaka 2 đã rời đi. Sáng hôm sau, Toma cùng hai thằng bạn phải đi học lớp bổ túc, nhưng Toma không có vẻ gì là hứng thú với việc học. Lúc ra về, cậu gặp Misaka, cô cho Toma biết những chiếc khí cầu thông báo thời tiết này chắc chắn có gì đó không đúng vì trong khí cầu có một trí tuệ nhân tạo cao cấp và không đời nào người ta lại dùng nó chỉ để thông báo thời tiết cô sau đó đấm cậu một cái rồi rời đi toma đi một đoạn thì gặp misaka hai cô đang cố cho một con mèo ăn nhưng con mèo có vẻ sợ cô khi quanh cô có phát ra một luồng điện nhỏ con người không cảm nhận được nhưng loài vật thì có cô thì không muốn bỏ rơi hay giao con mèo đến trại tập trung động vật vì nơi đó đối xử rất tệ cả hai đành ôm nó đi theo mình toma đã dừng lại ở một tiệm sách để mua vài thứ và để cho misaka hai làm quen với con mèo đột nhiên misaka hai gặp phải một tên nguy hiểm nên cô đã để con mèo lại rồi đi chiến đấu nhưng dù có súng thì misaka hai vẫn không thể làm gì được tên này do hắn có khả năng đảo chiều vec -E -E. hắn có thể đảo chiều mọi thứ hoặc mọi lực hắn tự hỏi nếu hắn đảo chiều máu trong người cô thì sẽ có chuyện gì xảy ra toma vừa ra khỏi tiệm sách thì không thấy misaka hai đâu mà chỉ thấy con mèo linh cảm mách bảo cậu phải đi vào con hẻm phía trước và cậu đã thấy đôi giày của misaka có dính máu và hàng đống vỏ đạn cậu tiến vào thì thấy xác misaka hai ở đấy nên đã gọi cảnh sát nhưng khi cảnh sát nhờ cậu dẫn đến hiện trường thì không còn lại gì cậu đã chạy sâu vào trong thì gặp một misaka khác cô cho rằng cậu không liên quan đến cuộc thí nghiệm nên để cậu rời đi và rồi hàng loạt misaka xuất hiện khiến cho toma không hiểu được chuyện gì một misaka mà cậu đã gặp hôm nay là người có số 10.000 và cũng là misaka trong bọc đang được mang về đây và các misaka đều được liên kết nên họ cũng biết đã có chuyện gì xảy ra hôm nay misaka cho biết họ là nhân bản của misaka gốc và được tạo ra với mục đích quân sự do misaka là một trong bảy năng lực gia mạnh nhất tại đây Chi tiết thì cô không được phép tiết lộ. Trong lúc đó, cô giáo và Aisa đang vui vẻ ngồi ăn với nhau. Index cũng mò đến cùng con mèo do Tô Ma đến giờ vẫn chưa về. Cậu lúc này đã đến ký túc nơi Misaka ở để hỏi cô về chuyện cậu đã gặp. Nhưng khi hỏi thì chỉ có Kuroko trên phòng. Cả hai bên nhân ra nhau nên Kuroko bảo cậu cứ lên phòng mà đợi do Misaka chưa đi học về. Kuroko cho biết cô là đàn em của Misaka và học lớp dưới. Do bạn cùng phòng trước đã chuyển đi nên cô mới đến ở chung với Misaka kuroko muốn tìm ai đó có đủ khả năng để hỗ trợ cho misaka đúng lúc thì có tiếng bước chân toma nghĩ là misaka đã về nhưng kuroko cho biết đây là tiếng chân của bà giám thị nếu toma bị phát hiện trong ký túc nữ thì sẽ có chuyện nên kuroko đành dùng dịch chuyển nhưng tay của toma đã xóa mất khả năng nên cậu bị nhét xuống dưới giường ở dưới này cậu phát hiện ra một con gấu và nó có một móc khóa cậu đã mở ra thì thấy trong đó là một tờ giấy với nội dung là thí nghiệm tiến hóa lên cấp cao hơn bằng cách thử lên nhân bản cách làm là để họ chiến đấu theo một kịch bản đã cho trước như vậy sẽ kích thích khả năng tiến hóa. Cậu cũng thấy một tấm bản đồ với những dấu được đánh sẵn trên đó. Thomas sau đó đã chạy đến một điểm có những cánh quạt tạo điện, nhưng không có gió mà quạt vẫn quay thì chỉ có thể là Misaka đang gần đó vì cô vốn là một nguồn điện di động. Trong lúc đó, Index và Aisa đã hỏi cô giáo bản chất của những siêu năng lực ra là gì. Cô đã dùng hộp sô cô la làm ví dụ về những cách thao túng trí não, từ đó kết luận cho cả hai rằng siêu năng lực ra là những người có khả năng thao túng bộ não của họ và của người khác, nói chung là nhức não lắm. Còn Misaka lúc này đang đứng trên cây cầu ngày trước, cô đã nhớ lại về việc bản thân có năng lực tuyệt vời ra sao, nhưng cũng vì quá giỏi nên cô gần như không có bạn bè. Toma đã đưa con mèo đến gặp cô cùng với thông tin mà bản thân có được từ phòng cô. Mục tiêu của các nhà khoa học là đưa 20.000 bản sao của Misaka vào chỗ chết để kích thích tiến hóa cho cô. Misaka cũng không hề ưa thứ này nên cô đã đánh dấu những điểm trên bản đồ là những nơi cô muốn phá hoại cỗ máy để khiến thí nghiệm này dừng lại. Nhưng mấy cỗ máy này dù đắt thì cứ một cái sụp đổ thì một cái mới mọc lên cô gần như bất lực khi cố gắng phá hủy thí nghiệm này. Tô Ma hỏi sao cô không kiện lên cấp cao vì nhân bản là phạm pháp. Cô cho rằng vụ việc này đã được trí tuệ nhân tạo biết đến nên hẳn là bên cấp cao cũng đã làm ngơ. Cô cũng đã nghĩ ra cách để thí nghiệm này kết thúc và cứu toàn bộ những bản sao còn lại. Vì mục đích là muốn cho cô tiến hóa lên cấp, cho nên nếu cô không còn thì thí nghiệm cũng sẽ bị hủy. Và kể cả làm theo thí nghiệm thì cũng không có gì chắc chắn là cô sẽ lên cấp thật. Hoặc kể cả có thì cũng không chắc là cô sẽ vượt qua hết hay không. Tô Ma hỏi cô tại sao không nhờ vả người khác mà cứ thích tự làm một mình. Cô không trả lời mà chọn rời đi để làm theo cách của mình. Nhưng Tô Ma không cho cô đi. Misaka to tiếng cho rằng cậu đang cản cô đi cứu 10.000 bản sao còn lại của mình. Misaka nghĩ Tô Ma cho rằng bản sao không đáng giá bằng bản gốc. Nhưng cậu không hề nghĩ vậy. Cậu muốn cứu nhiều nhất có thể. Nhưng giờ cậu không có phương pháp nào khả quan. Kể cả vậy thì cậu cũng sẽ không để cô đi. Misaka bắt đầu nóng và quyết định sẽ dùng vũ lực để ép Tô Ma phải tránh ra. Cô bắt đầu phát ra điện và cảnh cáo Tô Ma lần cuối là tránh ra. Nhưng cậu không tránh và cũng sẽ không đánh với cô toma chỉ đứng đây và giang hai tay ra misaka đã tung một đòn ngay sát bên người toma nhưng cậu vẫn không hề lưỡng lự misaka đã tung đòn lần hai thẳng vào toma nhưng cậu vẫn không đỡ mà hứng hết cậu sau đó đã đứng lên khiến misaka phải hỏi sao cậu lại không chặn đòn toma không biết lý do và cũng không biết đâu là hướng giải quyết tốt nhất nhưng cậu không muốn cô phải hy sinh cậu không chấp nhận việc ai đó được sinh ra để rồi phải nhận cái chết như là điều cần thiết misaka cho rằng bản thân không xứng đáng sống trong một thế giới nơi mọi người có thể làm những thứ họ muốn vì cuộc sống của cô vốn đã được sắp đặt như vậy, Tô Ma muốn cô biết liệu 10.000 bản sao kia có vui vẻ nếu họ biết chính thể đã phải hy sinh cho mình hay không. Cô không chịu nghe mà ném thêm một đòn vào Tô Ma. Cậu vẫn đứng vững sau đòn vừa rồi, Misaka cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm cho gần 10.000 bản sao đã chết của mình. Nhưng Tô Ma không cho rằng cô là người xấu vì cô đã không hề muốn giết cậu. Sau hai đòn đấy thì cô đã nâng tay chứ không hề có sát ý. Cậu cố thuyết phục cô lần nữa nhưng cô vẫn không hề muốn theo Tô Ma nên đã tung một đòn cực mạnh. Đòn này đã khiến cả cây cầu nhiễm điện. Toma dù nằm gục nhưng rồi cậu vẫn tiếp tục đứng lên, Misaka cầu xin cậu hãy dừng lại và đừng ép cô phải mạnh tay hơn nữa. Trong lúc đó, một bản sao của Misaka đã đến chiến trường được chỉ định. Trong đầu cô cứ nghĩ đến câu hỏi của Toma và cô không hiểu sao bản thân cứ nhớ đến cậu. Trong lúc đó, cô giáo Loli đã giải thích cho Index và Aisa biết được cách mà các nhà khoa học đã kích thích được năng lực cho những học viên ở đây, đa phần là qua thuốc thang và thôi miên, nhưng không hiểu sao lại có trường hợp như Toma. Cậu gần như chẳng có năng lực gì và cánh tay kia giống như là đã có từ bẩm sinh vẫn chưa ai lý giải được việc tô ma chỉ ở cấp không mãi như vậy nhưng có lẽ cậu là người sẽ nhận được phước lành từ thiên đường để thay thế trong lúc đó tô ma đã tỉnh lại và cậu thấy bản thân vẫn đang ở cùng misaka cô không biết sao cậu phải cố gắng đến mức bị thương toàn thân chỉ vì cô cậu nói bản thân đã nghĩ ra được cách để dừng cái thí nghiệm vô nghĩa và vô nhân tính này rồi vì thí nghiệm này được dựng nên dựa trên siêu năng lực ra mạnh nhất thành phố là accelerator và nếu kẻ đó bị hạ gục thì người ta sẽ nghĩ hắn rất yếu mà bỏ luôn thí nghiệm misaka biết điều đó là không thể vì cô chạm chán hắn rồi thì cô biết sức mạnh hắn như nào nhưng giả sử cô có thắng thì những nhà khoa học cũng chỉ xem đó là sai số có thể bỏ qua thế là toma quyết định cậu sẽ là người đi đánh bại accelerator nhưng misaka biết điều đó là không thể vì hắn có khả năng đảo chiều mọi loại lực và động năng cậu thì đang tàn tạ nên dính một đòn có khi là đi luôn trong lúc đó bản sao của misaka đã gặp được accelerator vì vẫn chưa đến thời điểm thử nghiệm nên cô có hỏi lý do gì mà hắn đã là người mạnh nhất mà vẫn còn muốn mạnh thêm nhưng hắn cho rằng hắn chỉ mới ở mức người ta vẫn còn có ý định thách đấu hắn muốn mạnh đến mức người ta phải nghĩ rằng đấu với hắn là một thứ ngu ngốc nhất tán dốc một lúc thì cũng đã đến giờ để làm thí nghiệm misaka gốc lúc này vẫn đang ở trên cầu vì toma không muốn cô đi theo nhưng cô không cam tâm để toma đi một mình rồi bỏ mạng vô ích nên cũng đã bám theo toma lúc này đã đến địa điểm diễn ra thí nghiệm và trèo vào trong lúc đó misaka đã giải xét khắp nơi để biến không khí thành ozone nhưng accelerator nhận ra và nếu hắn bắt được cô thì mọi chuyện kết thúc hắn lao nhanh đến chỗ Misaka và cho cô một đòn. Đang hành gà thì Toma đã tìm đến, hắn dọa cậu nhưng cậu không sợ nên thấy cậu thật thú vị. Misaka không hiểu sao cậu phải làm việc này trong khi cô chỉ là một bản sao có thể được tạo ra bằng một cái nhấn nút. Nhưng cậu xem mỗi bản sao là độc nhất nên không cho cô chết. Cậu lao đến thì hắn dậm một cú khiến xung quanh thổi tung lên. Hắn ném mấy thanh đường dây vào toma ma nhưng cố ý không ném chúng để vờn cậu thêm. Cậu chạy vào mấy thùng container thì hắn đã lao đến tung một suốt khiến bột mì rơi ra đầy xung quanh. Chỉ một mùi lửa là xung quanh sẽ phát nổ. Toma nhanh chóng chạy đi vài chỉ vài giây sau đó accelerator đã cho cả khu phát nổ. Hắn đã phải dập bớt vì hắn cũng cần không khí để thở, nên hắn cho rằng Toma nên mừng vì khiến hắn rơi vào tình huống mềm chết. Hắn chúc mừng cậu vì cậu là người đầu tiên vẫn còn sống đến bây giờ khi chạm mặt hắn. Hắn lao đến cậu thì bị cậu tung một đấm thẳng mặt. Cậu đấm thêm cú nữa khiến hắn phải chạy đi. Cậu đuổi theo thì hắn đã cho những đường dây bay lên. Toma vẫn lao đến đấm hắn được một cú nên hắn đã tạo ra một quả cầu plasma để xử cậu triệt để misaka đã tìm đến để giúp cậu dù cậu không hề muốn cô vẫn quyết phải giúp nên cậu chẳng thể cản cô nhưng cô không thể ngăn được chiêu của accelerator vì hắn đã gom gió về đây cô đã chạy lại nhờ bản sao của mình giúp đỡ những bản sao đã kích hoạt cối xoay gió khắp thành phố và thổi đi khối plasma của accelerator hắn đã lăng mạ misaka vì cô phá hỏng chiêu của hắn và xem cô chỉ là đồ hạng hai nhưng toma đã đứng dậy và muốn hắn đánh tiếp hắn thừa nhận cậu là người mạnh nhất từng đối đầu với hắn cậu sau đó đã né đòn của hắn và cho hắn một cú bất tỉnh Toma cũng gục và tỉnh dậy ở viện. Cậu thấy bản sao của Misaka mà cậu đã cứu ở đây. Cô cảm ơn cậu vì đã cứu giúp cô. Thí nghiệm cũng sẽ bị dừng sau khi Accelerator thất bại. Những bản sao Misaka vốn có vòng đời rất ngắn nay thí nghiệm kết thúc thì vòng đời sẽ còn ngắn hơn. Nên cô và các bản sao sẽ quay lại để điều chỉnh lại các hóc môn để khiến vòng đời quay lại như cũ. Và cả hai sẽ còn gặp lại nhau. Bác sĩ sau đó kiểm tra cho cậu và thấy cậu vẫn không có gì nghiêm trọng. Cậu sau đó được Misaka gốc đến thăm. Cô mang theo một hộp bánh quy và cậu cho rằng bánh tự làm mới ngon cậu cũng nhắc đến việc bản sao của cô đến đây hồi sáng. Cậu biết cô sẽ rất áy náy khi cô đã đưa họ mẫu DNA và rồi tạo ra vô số bản sao và rồi đẩy các bản sao vào chỗ chết. Nhưng các bản sao cũng sẽ chẳng ghét cô vì nhờ cô mà họ được sinh ra và cảm nhận được niềm vui và nỗi buồn. Được nghe những lời này thì cô đã vui hơn. Index sau đó mới tìm đến viện, cô cắm vào đầu cậu vì đi mà không nói trước một tiếng rồi lại ôm thương tích đẩy mình. Cô nhóc muốn cậu sau này có đi đánh nhau với ai thì nói lại một tiếng. Cậu cho rằng lần này bản thân chiến đấu là vì chính cậu nên bị thương thì cậu cũng tự chịu vài ngày sau toma và index đã đi biển chơi và tất nhiên việc này không phải toma tự nguyện mà là bị ép buộc cô giáo cho biết bên lãnh đạo đang sốt ruột vì vụ accelerator nên cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm cậu được cô giáo chỉ là phải đến biển index muốn đi theo nhưng cậu biết kiểu gì nhỏ cũng bị giữ lại ở cửa khẩu nhưng cửa khẩu vẫn cho cả hai qua nên cậu không biết họ làm ăn kiểu gì cậu cảm thấy có điểm không lành ở bãi biển này đột nhiên index úp một con sứa vào đầu cậu dù ở đây đã có biển cảnh báo sứa sẽ trôi vào bờ lúc đến nhà nghỉ thì bà chủ cho biết việc sứa vào bờ sớm hơn dự kiến khiến bà không có mấy khách index xin lỗi cậu vì đây là lần đầu nhỏ thấy sứa nên không biết ông gia nhân có đến báo lại cho toma biết là người thân của cậu ngày mai mới đến được hai người thân đó chính là bố mẹ cậu và đáng ra họ sẽ gặp nhau vào hôm nay và hẳn là nhờ cô giáo nên họ mới liên lạc được với cậu ngoài ra sẽ có một người em họ đến gặp cậu index muốn cậu kể về họ nhưng cậu muốn đợi mai là biết vì ký ức của cậu gần như đã mất hoàn toàn và trong đó có cả ký ức về bố mẹ đến lúc đi ngủ Cậu lo lắng là ngày mai sẽ bị bố mẹ phát hiện ra việc bản thân bị mất trí nhớ, nhưng cậu quyết định đến lúc đó rồi ứng biến sau. Sáng hôm sau, cậu thấy Index còn ngủ nên đi đón bố mẹ trước. Cậu gặp bố và ông thấy cậu cứ hành xử cứ như mới gặp lần đầu. Cậu có tỏ ra bình thường, cho đến khi em họ đến thì cậu không tin vào mắt mình khi đây rõ ràng là Misaka. Cậu nghĩ Misaka bày trò chơi cậu, nhưng mẹ cậu sau đó cũng đến và cậu thấy đây rõ ràng là Index. Người lẽ ra đang ngủ ở nhà nghỉ, bố cho cậu biết đây là mẹ thì cậu không tin được đứa lùn tịt chưa đủ 15 tuổi này lại là mẹ cậu và đứa suốt này bắn điện này là em họ cậu bỏ về nhà trọ thì thấy bản sao misaka lại thành bà chủ ông gia nhân lại thành magnus index thật lại thành đứa bạn cùng lớp cậu giờ đây lại phải đi chơi biển với đứa em họ misaka này tất nhiên là không phải tự nguyện lần nữa cậu bị khóa mõm và trói lại chỉ vì gây loạn lên bố cậu sau đó cũng đến và người mẹ index lại mặc một bộ đồ mà tôi không dám cho lên màn ảnh cậu giờ mới biết bố mình là một người thất bại biến thái thằng bạn index cũng chạy đến thì cậu trôn xuống cát rồi bỏ về Cậu quay về thì thấy ông bác sĩ ngày nào tự nhiên giờ lại làm dẫn chương trình thời sự còn cô giáo lại làm phóng viên, đàn em của Misaka lại làm tổng thống. Cậu không dám tin đây là trò đùa nữa, cậu ra đường thấy mọi thứ đã loạn lên hết. Em gái Misaka thì lại cho cậu thấy hình cả hai trước đây thì rõ ràng là nó khác nhau. Cậu thấy có vẻ tâm trí họ vẫn vậy nhưng vẻ ngoài thì bị tráo đổi tùm lung. Cậu gặp một cô gái ăn mặc lạ lùng và cô đột nhiên kề dao lên cổ cậu vì nghĩ cậu là nguyên nhân, nhưng đứa bạn còn lại và Kaori đã đến nói đỡ cho cậu cô gái kia sau đó đã chịu bình tĩnh nghe giải thích và cho biết cô là người của giáo hội nga tên là misa cậu muốn biết sao thằng bạn lại ở đây thì kari cho biết cậu ta là năng lực gia cậu nhận ra kari là người quen nên diễn theo và muốn biết chuyện đang xảy ra ở đây cả bốn sau đó đã ngồi lại và cho biết về hệ thống phân cấp từ con người cho đến thiên thần một con người không thể trở thành thiên thần và ngược lại nhưng nếu một thiên thần rơi xuống nhân thế thì đây sẽ là chuyện xảy ra bên trong và bên ngoài của con người sẽ bị hoán đổi cho loạn hết lên cậu chính là người đáng nghi nhất trong vụ lần này vì cậu không hề bị ma thuật tác động lên nhưng đó là những thứ mà người ngoài thấy với người quen biết như kari thì cô biết rõ toma không liên quan vì cậu không biết ma thuật cũng như có năng lực xóa bỏ mọi sức mạnh khác misa đã dùng phép để thử và xác thực là cậu ngoại phạm thật cô xin lỗi cậu vì chưa tìm hiểu mà chĩa dao vào cậu nhưng đứa bạn biết toma vẫn có dính líu đến mọi vấn đề này vì mấy thứ này diễn ra là ở quanh cậu chắc hẳn ai đó đã làm phép và họ cần phá hủy đàn làm phép hoặc trừ khử luôn người làm phép nếu muộn mọi thứ bình thường trở lại Cậu hỏi đứa bạn tên Haru này là lý do cậu ta lại biết mọi vấn đề này và đi chung với Kaori thì cậu ta nói thẳng luôn bản thân cũng là một thành viên của giáo hội này. Cậu ta đã làm gián điệp trong thành phố và giờ bị lẫn lộn giữa ma thuật và siêu năng lực đến mức không xài được ma thuật nữa. Tối đó, Toma ngồi suy nghĩ vài thứ thì Haru đến gặp. Người khác vẫn xem cậu ta dưới hình dạng của một idol trên TV. Còn Kari thì bị người khác nhìn thấy với hình dạng của Magnus. Haru thì bây giờ đã không thể sử dụng ma thuật được nữa vì đã là năng lực ra và nếu còn dùng ma thuật thì mạch máu cậu ta sẽ nổ cậu ta cũng nhắc toma là không được nhắc việc cậu xui xẻo trước mặt carrie vì cô là một người sinh ra với vận may lớn hơn tất cả mọi người khác cô là người mang dấn ấn của chúa sinh ra với sức mạnh vượt xa con người vì cô cảm thấy bản thân đang giành lấy hết may mắn của người khác carrie không nhịn nổi việc bị xem là magnus nên muốn đi tắm và vì cô đang bị xem là magnus nên chỉ có thể tắm ở bên của nam nên nhờ toma ở ngoài canh dùng giữa chừng thì cậu bị bố đến rủ vào tắm chung vừa vào thì carrie đang chuẩn bị mặc đồ bố vẫn không nhìn ra nên bị cô cầm kiếm đuổi đi cậu đã ra tâm sự với bố một lúc thì cả hai bố con bắt gặp misa đang trầm tư bố muốn cậu ra bắt chuyện cậu đến hỏi cô thì cô gần như không trả lời nên cậu lấy kẹo ra bắt chuyện cậu hỏi về cái phép khiến thiên thần hạ thế kia có tác dụng gì thì được cho biết là phép đó sẽ giúp người thi triển có quyền năng của thần hoặc trực tiếp thành thần và khi phép đó hoàn thiện thì đại họa sẽ ập đến cho nên họ cần tìm ra kẻ đã thi triển ma thuật này trước khi phép này hoàn thiện lúc trở về cậu đã nghe thấy việc bố mẹ tính hú hí nên chạy lên cản gấp và ngủ chung với cả hai để ngăn chuyện không đứng đắn diễn ra sáng hôm sau mẹ muốn về kiểm tra lại nhà vì vẫn chưa khóa cửa misa quyết định hộ tống mẹ đi và bố toma cho rằng misa đang cố lấy điểm trong mắt mẹ chồng cậu rất muốn đấm ông bố này vì tối qua dám nhìn lén ông nhận thấy misa khá nhút nhát vì tối qua cô không dám chạm vào tay cậu cậu sau đó đã phải họp lại với haru và kari vì cậu nghi ngờ misa chính là người thi triển phép vì chưa hề có ghi chép gì về phép đó mà cô lại biết nó sẽ trở thành đại họa và còn không dám chạm vào tay cậu vì sợ cậu sẽ hủy phép cậu và haru đã về xin bản đồ đến nhà mới của bố và chạy đến nhà trước nhưng khi đến nơi thì họ không thấy mẹ cậu và misa đâu cậu đã phát hiện được hình của bố mẹ trong nhà và nhận ra bố cậu không hề bị thay đổi ngoại hình bởi phép này vậy thì chứng tỏ misa không phải chủ mưu mà chính là bố cậu misa vừa bắt gặp cậu ở đây thì ngay lập tức quay đi cậu lo là bố cậu sẽ bị misa xử nên chạy đi nhanh nhất có thể và còn nhờ một cô lái xe tải trong hình dạng của isa cho đi nhờ nghe việc cậu muốn cứu bố thì cô cảm động mà đưa cậu đi cậu chạy về và gặp kari nghe việc bố cậu đang ở ngoài biển thì cậu quyết định đi gặp bố vì dù gì ông cũng là bố cậu gặp lại bố ông có hỏi cậu thấy sao về nhà mới thì cậu lại chất vấn bố vì nhúng tay vào phần huyền bí của thế giới bố nhận ra ý cậu muốn nói thì đã kể lại rằng trước đây cậu bị người ta xem là đứa trẻ bị nguyền do liên tục gặp vận xui bố đã phải đưa cậu vào thành phố nơi tín ngưỡng không tồn tại nhưng cậu vẫn bị đối xử y như vậy nên ông mới phải lấn sang phần huyền bí và thật nực cười khi ông cố xóa bỏ sự mê tín bằng cách biến bản thân trở thành kẻ mê tín cậu nhận ra bố không hề biết gì về phép thuật đã gây biến đổi mọi thứ xung quanh vì chính ông cũng không nhận thức được việc mẹ bị thay đổi đúng lúc này thì misa tìm đến và cô muốn xử bố cậu kari đã tìm đến hỗ trợ cô biết misa thật không phải người trước mặt trước mặt họ là một thực thể được gọi là quyền năng của thần linh và vẻ ngoài hiện tại đây chỉ là thứ đi vay mượn tạm cô ta đã bắt đầu tung cánh và hóa đen bầu trời đồng thời tạo ra một kết giới ma thuật toma biết cánh tay của bản thân có thể đối phó được nhưng kari cần cậu đi làm việc khác cô không có ý định bỏ mạng tại đây nên mong cậu sẽ giúp được cô như cách cậu đã giúp được index cô sau đó đã phải tự mình chiến đấu với thực thể được sánh ngang với chúa trời và cô chọn đặt lòng tin vào toma rằng cậu sẽ dừng được phép này và khiến quyền năng của chúa trở về lại trên kia cậu sau đó đã cùng bố đi tìm tế đàn làm lễ và bố không hề biết gì về việc này ha du tìm đến và cho cậu biết cha cậu chính là chủ ma pháp vì căn nhà của ông toàn mấy món đồ tín ngưỡng được sắp xếp một cách tình cờ và vô tình tạo thành một tế đàn giờ cần phá hủy tế đàn hoặc giết chủ ma pháp và giờ không còn nhiều thời gian nên cậu ta muốn xử bố của toma luôn cho nhanh cậu không cho phép và thế là cả hai thanh niên đã lao vào đánh lộn nhưng trình của Toma thì không đọ lại được một gián điệp đã qua đào tạo như Hazu. Bố cậu sẵn sàng hy sinh để cậu được an toàn nhưng cậu nhất quyết không chấp nhận việc đó. Cậu bị Du đánh ngất và bố cậu sau đó cũng vậy. Hazu sau đó đã làm phép và sử dụng đến ma thuật. Cậu ta đã nói dối Toma rằng cậu ta đánh gục cậu là để bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mà dùng đến ma thuật mà không bị Toma ngăn cản. Cậu ta đã làm phép và khiến căn nhà của bố mẹ cậu nổ tung và quyền năng của Chúa từ đó mà biến mất. Toma sau đó lại quay lại viện và Hazu bất ngờ đến thăm năng lực của cậu ta là tự hồi sinh nên có xài ma thuật chết cũng không lo. Cậu ta đưa bố mẹ cậu đến thăm và giờ cậu đã được nhìn lại mặt mẹ một cách bình thường. Index thì nấp một góc vì bị cậu đối xử tệ lúc ở biển. Cậu cố giải thích nhưng hàm răng của Index đã lao đến cậu đầu tiên. Từ khi về lại ký túc, Toma cứ phải ngủ trong bồn tắm vì giường cậu đã bị một con nhỏ lập dị tàn bạo chiếm đoạt. Cậu lỡ làm Index tức giấc và cô muốn chắc chắn là cậu vẫn chưa làm gì bậy bạ. Cậu nói bản thân chưa thấy gì thì bị nhỏ cạp vào đầu. Loay quay một lúc thì cậu nhận ra trở ngại lớn nhất của một kỳ nghỉ hè đó là đống bài tập bây giờ vẫn chưa được làm xong. Sáng hôm đó, Misaka vừa ăn sáng xong thì đụng mặt một thanh niên mà hễ cứ gặp cô là rủ cô đi ăn. Cô nói dối là bản thân chuẩn bị đi mua sắm ít đồ chứ nói thật là đi coi cọp ở quầy sách thì dày lắm. Cô bắt gặp Toma với đám bạn nên quyết định dùng cậu làm lý do để né thanh niên này. Cô lao đến tông vào người Toma và nhờ cậu cứu cô pha này. Ai nấy thấy Misaka dám hẹn với con trai ngay trước ký túc xá nữ thì trầm trồ một phen. Cô quá xấu hổ nên phải kéo Ma chạy đi. Cậu muốn nghe lời giải thích thì mới biết là có một tên là ubaza đang bám theo cô mấy tuần này. Tên này là cháu của giám thị trường nên không từ chối được. Và giờ cô cần Ma giúp để chắc chắn là thanh niên ra này sẽ không bám theo cô nữa. Cô và Ma sẽ làm sao cho giống một cặp và để càng nhiều người thấy càng tốt. Cậu muốn cô lau mù tạt trên mũi trước. Cả hai lỡ để bánh sát nhau và khi quay lại thì không nhận ra cái nào của ai nữa nên Misaka lấy đại một cái đưa cho cậu. Cậu hỏi cô giờ định làm gì để cả hai giống một cặp. Cô chưa biết chắc nên cậu hỏi những bản sao khác giờ như nào thì cô cho biết còn cỡ 10 người trong thành phố còn lại thì đã đi đến các khu nghiên cứu. Cả hai sau đó cố làm gì đó giống một cặp nhưng Toma không rảnh vì cậu còn phải làm đống bài tập. Thế là Misaka quyết định chỉ cậu một lúc rồi đi mua nước. Cậu sau đó có gặp thanh niên Uba ra kia, cả hai đã làm quen và Toma nhận thấy thanh niên này thích Misaka thật lòng. Cậu ta muốn xem thử Toma là gì với Misaka và đồng thời cũng giúp Toma làm bài tập. Misaka quay lại và tức giận kéo Toma ra một góc cô muốn biết cậu tính làm gì mà đi làm thân với ubaza cậu thấy cậu ta không hề xấu và có vẻ thích misaka thật lòng và cô lại định hẹn hò với một người cô không thích để đuổi một người cô không thích đi cô quyết bỏ luôn vụ giả vờ này đi và khao cậu một bữa cô sau đó đã chen vào một cửa hàng để mua đồ toma thì gặp lại ubaza cậu cho biết misaka đang ở trong kia thì thấy một ai đó giống với ubaza cũng chen vào trong kia cậu muốn biết cậu ta có anh em gì hay không bị lộ thì cậu ta đã lấy ra một pháp khi ma thuật và tấn công toma cậu đã phải gọi cho index để hỏi cô về con dao màu đen kia thì cô cho biết con dao đó dùng sức mạnh ánh sáng phản chiếu từ sao hôm đến còn lý do tên này có ngoại hình của uba ra thì hẳn là hắn đã lấy một mảnh da của uba ra để làm bùa phép toma đã dụ hắn đến một công trường và hất xi măng vào hắn cậu lao đến tấn công và hắn không thể dùng pháp khí nữa vì xi măng đã che kín khiến ánh sáng không chiều đến được cậu cho hắn một đấm vỡ đi lớp ngụy trang và muốn biết lý do hắn bám theo misaka là gì kẻ đã phái hắn đi đang dần lo ngại về thế lực của toma vì cậu nắm giữ 10 vạn cuốn sách và còn kết thân với Misaka cấp độ 5, thế lực của cậu sẽ càng lớn hơn nên kẻ phái hắn đi muốn hắn phải ngăn chặn sự bành trướng của cậu. Còn việc hắn thích Misaka là thật, cả hai đã đấm nhau và bị những thanh thép rơi vào đầu. Toma thì né được nhưng tên kia thì không. Tên kia cho Toma biết cậu sẽ còn bị truy đuổi nhiều nữa và cậu có thể đi theo cô để bảo vệ cô mọi nơi. Lúc Misaki tìm đến thì cô nghe được lời của Toma hứa với tên kia thì đỏ mặt, kể từ khi thua Toma, Accelerator liên tục bị mấy tên không biết lượng sức đến gây sự tất nhiên là hắn vẫn đập chúng như một con cò hớ đang trên đường về thì có một cô gái đã bám theo hắn nhưng do hắn đã chặn âm thanh truyền đến nên một hồi lâu mới để ý thấy hắn nhận ra cô nhóc này là misaka nhưng ở dạng thu nhỏ cô nhóc cho biết bản thân là misaka cuối cùng được tạo ra và vì kế hoạch phá sản nên nhỏ bị nuôi cấy giữa chừng thì bị ném ra nên mới như này cô nhóc nghĩ là accelerator có liên quan đến những nhà nghiên cứu và hắn sẽ giúp cô nhóc liên lạc giúp hắn chẳng quan tâm mấy đến cô nhóc nên cứ thế bỏ về và cô nhóc vẫn cứ bám theo lúc đến phòng accelerator thấy cả phòng đã bị phá tan tành hắn cứ thế vào ngủ và cho misaka thích làm gì thì làm sáng hôm sau misaka than đói nên accelerator đã đưa nhỏ đi ăn đang gọi món thì hắn phát hiện một trong các nhà nghiên cứu lại ở đây và không biết tên đó có ý đồ gì lúc món được gọi ra thì vẫn cố thân thiện với accelerator nên hắn nhắc cô nhóc nhớ về việc mà hắn đã làm với các bản sao khác cô nhóc đã được dạy là bản sao nào cũng có giá trị riêng nên phải biết quý trọng bản thân và nhờ accelerator nên thí nghiệm mới diễn ra và những misaka vô cảm mới được làm người hắn cố tỏ ra là người xấu nhưng misaka biết hắn cũng không hề thích thí nghiệm này hắn luôn nói chuyện với các misaka trước trận chiến và mục đích là để tạo mối quan hệ giữa hai bên hắn luôn cố tỏ ra mạnh hơn để khiến misaka sợ mà từ bỏ cuộc chiến vậy nếu misaka từ bỏ thật thì hắn sẽ làm gì hắn thấy quá đủ rồi nên quyết định bỏ đi misaka đột nhiên gục súng và nhỏ cho biết lý do là vì chưa phát triển đầy đủ nên dễ bị cạn kiệt năng lượng accelerator vẫn mặc kệ mà bỏ nhỏ lại đấy rồi đến phòng thí nghiệm để tìm người hắn có nói với cô nhà nghiên cứu đây về việc hắn cần một thiết bị để điều chỉnh lại cơ thể của bản sao nhà nghiên cứu cho hắn biết misaka mà hắn giữ chưa từng là một phần của thí nghiệm vốn chỉ có 20.000 bản sao nhưng cô nhóc kia lại là bản thứ hai mươi một cô nhóc đó được tạo ra để làm đầu não cho hệ thống của các bản sao misaka nhưng bộ não misaka nhỏ đang có một con virus và kẻ biết về virus này là tên nhà nghiên cứu mà accelerator thấy hồi sáng virus này sẽ khiến 10.000 bản sao misaka tấn công con người nên giờ cậu ta giờ sẽ đi bắt tên đó để lấy thông tin về loại virus kia trước khi nó phát tán sau đó thì đưa misaka đến đây để ấp nốt cho hoàn thành phát triển accelerator đã quay lại quán ăn hồi sáng thì nhân viên cho biết một kẻ mặc đồ trắng đã đưa misaka đi tại sao hắn phải làm vậy trong khi hắn chỉ cần để yên đến vậy đến nửa đêm là virus sẽ tự phán tán cô gái nhà nghiên cứu cho biết vài ngày trước hàng rào an ninh quanh thành phố có dấu hiệu bị xâm nhập nên thành phố đã đặt cảnh giới lên cao hắn có thể là vẫn còn đang ở trong thành phố và hắn đang đổ nợ vì thí nghiêm thất bại nên chẳng có ai cho hắn gọi là bạn accelerator biết một nơi mà hắn có thể đến tên nhà nghiên cứu lúc này đang cố đẩy nhanh quá trình thì accelerator tìm đến tên kia sợ quá quay xe tính đâm accelerator thì hắn chỉ việc chặn lại và khóa tên kia lại accelerator gọi cho cô tiến sĩ và cô cho biết bản thân đang trên đường đến đột nhiên họ nghe tiếng misaka đang đọc lên gì đó cô tiến sĩ nhận ra đó là cốt virus nhưng đáng ra phải 4 tiếng nữa virus mới bắt đầu misaka đã sắp không ổn và cô tiến sĩ muốn accelerator xử luôn misaka để bảo vệ thế giới nhưng hắn lưỡng lự và tự thấy cái danh kẻ mạnh nhất cũng chẳng làm được gì đột nhiên hắn nghĩ được cách để đảo ngược tình hình hiện tại hắn có dữ liệu não của misaka trước khi nhiễm virus cô tiến sĩ không muốn hắn làm liều nhưng hắn là ai cơ chứ accelerator sau khi ghi nhớ hết cốt thì đã khám qua não của misaka và tìm ra các lỗi để khôi phục lại và điều đó cũng đồng nghĩ với việc xóa ký ức vừa qua giữa hắn và misaka tên kia đã cầm súng lên bắn accelerator trong lúc hắn đang khôi phục và đạn đã bay vào đầu accelerator nhưng accelerator đã thành công xóa hết lỗi và ngăn được con virus hắn định đến xử lý tên tiến sĩ này thì đã gục xuống bất tỉnh cô tiến sĩ đã đến kịp để cứu accelerator cô cũng cho misaka vào kén để hoàn thành việc nuôi dưỡng cô đã chĩa súng vào tên kia và quyết định sẽ không nhân nhượng nữa cả hai đều chĩa súng vào nhau và cô sẵn sàng làm bạn đồng hành để xuống địa ngục cùng hắn nhưng khi tiếng súng nổ ra thì cô lại là người sống sót nhờ ông bác sĩ đã cứu giúp đáng ra cô đã chết nhưng accelerator đã giúp cô cầm máu bằng năng lực có điều chính accelerator thì lại không ổn vì bị bắn vào đầu nên khả năng giao tiếp và nhận biết của hắn đã bị ảnh hưởng nhưng bác sĩ tự tin bản thân sẽ lấy lại được những thứ đó cho accelerator ngoài ra cô cũng đã bị sa thải nên giờ không còn là nhà nghiên cứu được nữa nhưng đời có nhiều lối đi nên cứ chọn lấy một cái mà tiếp bước và giờ ta quay lại với toma cậu đã bắt đầu năm học mới và phải để index ở nhà toma vừa đi thì cô mới nhận ra bản thân không biết phải kiếm bữa trưa ở đâu Toma đi giữa đường thì gặp Misaka và lại gây sự với cô. Cậu sau đó có gặp cô giáo Loli và cô đang ôm theo mớ tài liệu nghiên cứu về loại năng lượng xung quanh năng lực ra. Nếu cảm nhận được năng lượng đó thì người ta có thể nhận biết là có năng lực ra ở gần và đánh giá được sức mạnh kẻ đó ra sao. Trong lúc đó, Hazu đã đi gặp sếp và chất vấn người này vì để một pháp sư của giáo hội vào thành phố. Nhưng sếp muốn cậu ta cứ ngồi yên vì anh ta đang muốn để Toma đối phó với kẻ đó. Cô giáo lúc này vào lớp và cho cả lớp biết họ có một nữ sinh chuyển đến đây, đột nhiên Index đi vào và cô giáo đã đuổi ra và cho nhỏ ít tiền để đi mua gì đó ăn. Còn cô gái thầy cúng tên Isa trước đây mới là người chuyển đến. Index đã đến căng tin và biết cái máy này có đồ ăn. Nhưng nhỏ không biết dùng nên được một cô gái là Hioka giúp đỡ. Cô cũng là học sinh chuyển đến nên Index cũng muốn làm học sinh nên được dẫn đi kiếm đồ khác thay. Toma giờ mới đi tìm Index vì biết nhỏ dễ gặp rắc rối. Cậu bắt gặp lúc nhỏ và Hioka lúc cả hai đang thay đồ thì ngay lập tức bị cắn. Toma trách móc vì Index lại chạy đến đây trong khi chỉ chưa là cậu đã về. Cậu sau đó cũng bắt chuyện làm quen với Hioka. Index không cho Toma làm người khác sợ và lấy mèo cho Hioka chơi thử. Cô giáo đến thì thấy cậu chưa gì lại quen được thêm một cô nữa, vừa quay đi thì Hioka lại biến mất. Index sau đó gặp lại được Hioka, nhỏ nghĩ bản thân đang bị Toma ghét vì cậu chẳng bao giờ nghe nhỏ nói, cũng chẳng thèm cười. Hioka cho rằng cả hai có mối quan hệ bền vững nên sẽ không dễ gì bị ảnh hưởng bởi một hai cuộc cãi vã. Toma sau đó có rủ cả hai đi ăn, cậu đi rút ít tiền và gặp lại Aisa. Cô có hỏi về Hioka và khi nghe tên thì cô nhớ ra cái tên này từng nằm ở đầu bảng xếp hạng tại trường cũ cô học. Tuy biết tên nhưng chưa ai từng thấy mặt Hioka thật sự. Aisa đã thử tìm hiểu và biết Hioka được biết đến là chìa khóa giải mã cho hội ngũ hành, tổ chức đứng sau điều hành cả thành phố này. Aisa không biết sao Hioka lại ở đây vì hôm nay chỉ có mình cô là học sinh chuyển trường chứ làm gì còn ai khác. Toma sau đó vẫn đưa hai cô gái xuống khu phố ngầm để mua đồ ăn. Aisa thì tìm đến cô giáo để hỏi về học sinh chuyển trường tên Hioka. Trong lúc đó, đàn em của Misaka đã phát hiện ra cô gái pháp sư mới trà trộn vào thành phố. Cô lao đến tấn công và ghim nữ pháp sư kia xuống đất. Nhưng cô ta gọi lên một con gỡ lem để đánh trả. Misaka phải đến cứu nhưng đã để nữ pháp sư kia trốn đi. Cô ta sau đó có viết một đống phép và những phép này đã hóa thành những con mắt để đi thám thính. Toma lúc này đã cùng hai cô gái đi lượn một vòng ở dưới kia. Toma nhận được cuộc gọi từ Aisa nhưng sóng quá yếu nên không nghe rõ là cô đang nói gì. Toma đã đi một lúc và để hai cô gái vui chơi với nhau hai cô đã đi thua đồ cosplay để chụp ảnh. Tô giờ đã tỉnh nên khi quay lại thì cậu đã không mở vội, nhưng cả hai lại tự dẫm hỏng cái rèm và để lộ trước mặt Tô Cả ba đi chơi tiếp thì một cô gái đến và cho cả ba biết về việc có kẻ khủng bố trà trộn xuống đây nên cần sơ tán gấp. Cả ba đã đi đến cửa ra thì bị con mắt của ả à pháp sư kia phát hiện ra. Index đã giải thích loại năng lực của con mắt này và nữ pháp sư kia quyết định sẽ chôn vùi cả nhóm dưới này. Cửa hầm đột nhiên đóng lại, Toma muốn Index đưa Hioka đi trốn, nhưng Index ứ chịu, vì cô cho rằng cậu thắng được mấy lần toàn là nhờ ăn may, nhưng cậu vốn xui xẻo thì gặp may kiểu gì. Nghe thấy tiếng chạy nên Toma và Index muốn đứng ra bảo vệ Hioka và rồi vấp té lên nhau, nhưng người đến là Misaka và đàn em. Misaka muốn biết Index là ai, còn Index thì muốn biết con mụ đánh đá kia là ai. Cả hai chưa từng gặp nhau nên muốn Toma giải thích, cậu muốn họ giải thích chuyện đang xảy ra dưới này trước. Thì đúng như cậu đã nghe là có khủng bố dưới này, đàn em của Misaka có thể đưa họ ra ngoài vì nhỏ có khả năng dịch chuyển. Nhưng Toma thì không thể dịch chuyển đi được và mỗi chuyến đi được hai người nên Misaka và Index giành nhau vị trí đi sau. Đàn em quyết định đưa cả hai ra trước và để cậu ở riêng với Hioka. Cậu muốn cô ở yên đây để cậu đi tìm nữ pháp sư kia. Cậu thấy đội cảnh vệ đã bị cô ta và con gỡ lem đánh hạ. Cô ta là người của giáo hội và đang muốn kích động tạo ra một cuộc chiến. Cậu biết bản thân phải chạm vào được con gỡ lem nếu muốn phá hủy nó. Nhưng nữ pháp sư kia biết cậu có khả năng gì nên liên tục gây khó dễ cho cậu để tiếp cận. Hioka lại chạy đến đây và bị một viên đá bay vào đầu cô lộ ra là một thực thể không có hình dạng vật lý bình thường. Cô đã hoảng loạn mà chạy đi nên nữ pháp sư đã đánh sập trần để cắt lẻ Tô Ma và Hioka ra riêng. Cậu sau đó có nhận cuộc gọi từ cô giáo. Cô cho biết họ không thể ghi được hình của Hioka tại trường nên có thể cô chính là dạng năng lượng mà cô giáo đang nghiên cứu gần đây. Và cô đã dùng năng lực để tổng hợp các chất và tạo thành cơ thể vật lý bên ngoài. Cô có lẽ là được tạo nên từ năng lượng của các năng lực ra tỏa ra và là một thực thể vô định hình như hồn ma. Chính Hioka cũng không biết cô là một thực thể, nhưng giờ việc cô là gì đều tùy thuộc vào Toma. Cậu muốn xem cô là người có cảm xúc hay chỉ là một dạng năng lượng. Cô lúc này đã tái tạo lại khuôn mặt và nữ pháp sư kia đã tìm đến. Cô ta cho Hioka biết cô chỉ là một thứ năng lượng, một dạng quái vật như con gỡ lem của cô ta. Cô đã khóc và ngay lúc sắp tiêu tùng thì Toma đã tìm đến cứu cô. Cậu nói bản thân đã ở đây rồi nên cô không cần phải lo. Cậu đánh nhẹ là con gỡ lem đã vỡ nên cô ta gọi ra thêm một con nữa. Nhưng đội cảnh vệ cũng đã ở đây. Toma quyết là sẽ khiến Hioka thấy được thế giới này luôn có sự tồn tại của cô đội cảnh vệ đã liên tục xả súng vào con gỡ lem buộc nữ pháp sư kia phải dùng phép để liên tục hồi phục cho gỡ lem toma biết bản thân phải hành động nhưng hioka không muốn ai phải liều mạng cậu hứa với cô là bản thân sẽ không chết vì cánh tay này là vũ khí của cậu cậu không chắc bản thân có chạm được vào cô không nhưng cả hai vẫn sẽ làm bạn cậu sau đó đã lao thẳng vào con gỡ lem và né khỏi cú đấm của nó và tiếp cận nữ pháp sư cô ta đã vẽ một vòng phép khác và trốn xuống bên dưới con gỡ lem cũng vỡ nốt toma không hiểu sao cô ta lại trốn trong khi mục tiêu của cô ta là hioka đang ở đây Suy nghĩ một lúc thì cậu nhận ra cô ta có thể nhắm vào cả Index nữa. Index và Misaka vẫn đang chờ nhóm Toma ra ngoài. Đang trò chuyện thì con mèo của Index chạy đi nên Misaka sẽ đứng đây canh cho Index đi tìm mèo. Toma lúc này không thể đi được vì đường hầm này quá sâu. Cửa thì chưa mở được, cậu cũng không thể nhờ đội cảnh vệ giúp đi bảo vệ Index vì nhỏ không phải người ở đây. Hioka quyết định sẽ nhảy xuống dưới vì cô xem bản thân là quái vật và nếu cô bị con gỡ lem ăn thì Index sẽ có thời gian để chạy. Cô đã nhảy xuống và Toma không dám nắm lấy cô vì sợ cậu sẽ khiến cô tan biến cô nhảy xuống an toàn và chạy đi tìm index cô nhớ ra việc bản thân xuất hiện giữa thế giới này và chẳng có ai để ý thấy cho đến khi cô chạm vào index thì cô đã thật sự bước ra thế giới của người sống trong lúc đó index vừa tìm được con mèo thì con gỡ lem đã từ dưới cống chui lên để tấn công cô index biết được con gỡ lem này có bản chất ra sao nên đã đọc lệnh để điều khiển nó nhưng nó vẫn có lý trí để tấn công index nên dù bị điều khiển thì nó vẫn nhắm đến cô index đã ném cây kim trên đồ vào yếu điểm để làm đông cứng nó nhưng mới được một chân thì index đã bị đánh gục con gỡ lem thì đã chuyển sang chế độ tự động nên lệnh chẳng còn tác dụng trong lúc đó toma cũng đã xuống đường hầm và chạm mặt nữ pháp sư kia ở đây cô ta quyết định cho cả hầm sập luôn thì toma nhận ra có một vòng phép dưới đất để bảo vệ cô ta nên đã đến xóa đi vòng phép đó khiến cô ta bị thương cô ta muốn trả thù pháp sư và năng lực ra vì đã cướp mất người bạn của cô ta nhưng toma cho rằng từ đầu cô ta đã không có rõ mục tiêu trong đầu mà chỉ làm theo những gì có thể xảy ra cậu cố thông não cô ta thì cô ta lao đến tấn công toma cậu đã tung một đấm đánh gục cô ta và chạy đi còn Index sắp bị đè bẹp thì Hioka đã đến cứu. Cô muốn Index chạy đi vì cô cũng chẳng phải là người mà là một con quái vật. Cô đã dùng sức để chống lại con gỡ lem thì Toma đã chạy đến và một đấm vô hiệu hóa nó. Misaka sau đó mới tìm đến và nghĩ Toma lại làm điều gì điên rồ nữa. Nhưng cậu để ý thấy Hioka đã đi mất nên chạy đi tìm. Cậu đến tìm cô thì cô đã khóc lóc và nói ra những uất ức trong lòng. Cậu thấy cô có cảm xúc như vậy thì chứng tỏ cô là một con người, và Index cũng lên đây để gặp lại cô. Hazu lúc này lại đến gặp sếp và cho ông ta biết mục đích thúc đẩy sự phát triển của chìa khóa Hioka đã hoàn thành. Hazu nhận ra ông ta đang cố tạo ra thêm nhiều thực thể như Hioka. Cô có thể xem là thiên thần và việc tạo ra một nơi chỉ toàn thiên thần thì chứng tỏ ông ta đang định biến nơi này thành thiên đàng. Nhưng nếu ông ta muốn thật sự đối đầu với Toma thì Hazu khuyên là ông ta nên có quyết tâm nhiều hơn nữa nếu không ảo mộng của ông ta sẽ biến mất. Nhưng ảo mộng của ông ta đã mất từ lâu. Chiều hôm đó, Toma bị sách về bác sĩ kiểm tra và cậu tự tin bản thân hoàn toàn khỏe nhưng cô giáo và Aisa không chịu nghe. Hioka thấy bản thân cũng đã đến lúc phải trở về thế giới năng lượng của cô nên đã tạm biệt Index. Dù đau lòng nhưng Index cũng buộc phải để Hioka đi và rồi hy vọng ngày nào đó cả hai sẽ gặp lại. Một thời gian sau đó, lễ hội trường được tổ chức và Index đến trường và than đói với Toma vì ở nhà chẳng còn gì. Cậu thì đang cầm cái bánh vừa đi vừa ăn nên bị nhỏ cạp vào đầu. Phim đến đây cũng là kết thúc.